Tám điều không ưa nhau. Trích tác phẩm Nghệ thuật ứng xử, ứng dụng kinh hiền nhân trong giao tiếp và quản trị của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Tám điều không ưa nhau. Theo Ngài hiền nhân, trong cuộc sống có một số dấu hiệu cho thấy người ta không ưa nhau. Nhận diện ra những dấu hiệu đó giúp ta điều hòa, giữ gìn hoặc thay đổi được các mối quan hệ một cách tốt đẹp hơn. 1. Thấy mặt nhau là đổi sắc mặt. Điều này cho thấy người đó không thích, không ưa, ghét bỏ, thù hằn, không tùy hỷ, thậm chí muốn loại trừ người đối diện. Một số các biểu hiện và hành vi có thể đi kèm với sắc diện đó là trợn mày, liếc mắt, khạc nhổ, đằng hắng, đẩy mạnh cửa, đập bàn ghế trong giao tiếp. Khi nhìn thấy người có các biểu hiện này, chúng ta biết rằng người đó xem mình là một chướng ngại vật. Do đó, tốt nhất là giữ thái độ bình tĩnh và tìm cách tránh họ, vì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa, các tránh né trong trường hợp này còn có thể giúp cho họ không tiếp tục có cơ hội để gieo nghiệp xấu, đồng thời bản thân ta cũng không bị vướng kẹt trong vòng luẩn quẩn của nghiệp xấu đó. 2. Liếc ngó không chịu nhìn thẳng. Trong giao tiếp, thấy người khác liếc ngó mà không nhìn thẳng thì ta nên biết rằng họ đang có vấn đề với ta. Có thể là họ đang ganh tị hoặc hiểu lầm ta. Do đó, khi đối diện với cái tình huống đó, ta nên nỗ lực cải thiện quan hệ bằng cách phân tích các nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục. Vấn đề nào cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó có thể đến từ phía người khác, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp nguyên nhân đó đến từ phía chúng ta hoặc các tác nhân bên ngoài. Một khi đã biết được nguyên nhân của vấn đề thì nỗ lực khắc phục vấn đề của chúng ta mới có kết quả tốt được. 3. Lời nói không ôn hòa. Cha mẹ và con cái, vợ và chồng, anh chị em, bè bạn, người thân, ta và đối tác, chủ và thợ, người thuê lao động và người lao động, người lãnh đạo và kẻ thuộc hạ, nếu không ưa nhau, có thể ứng xử với nhau bằng những lời nói kém ôn hòa, tức là xúc phạm nhau, thương tổn nhau, chạm vào lòng tự ái, gây tổn thương về lòng tự trọng của nhau. Tất cả những vấn đề đó làm cho tình thân ngày càng rạn nứt và trở nên xấu đi theo thời gian. Cho nên, trong bất kỳ tình huống nào, hãy cố gắng sử dụng lời tự ái, nói nhỏ nhẹ, nói điềm tĩnh, nói vừa phải chứ không nói tấn công, không nói theo kiểu mình đúng, kẻ khác là sai, không nói theo cách quy đổ trách nhiệm cho người khác, nên nói bằng sự cảm thông, sự hiểu biết và lòng tử tế, thì trước sau gì, lòng tốt của ta cũng được hiểu đúng và đón nhận. 4. Việc phải cho quấy. Việc phải cho là trái. Đây là thái độ mang tính thành kiến, cho thấy người ta đang có vấn đề với nhau. Khi thành kiến với nhau, người ta không thể đánh giá đúng về nhau. Chính vì vậy, dù cho người đó có nói tốt, làm tốt, ứng xử tốt, giao tế tốt, kẻ có thành kiến cũng cho là lời nói, hành động, việc làm đó là xấu. Trong cuộc sống, phần lớn chúng ta thường đánh giá người khác qua lăng kính quá khứ. Trong khi đó, tính cách con người luôn luôn thay đổi. Và trong nhiều trường hợp, quá khứ người nào đó xấu xa, nhưng hiện tại người ta đã là một người tốt. Nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng lăng kính quá khứ, ta không thể phản ánh đúng bản chất cuộc đời, con người trong hiện tại. Thế nên để có cái nhìn khách quan, không định kiến, hãy nhìn đời, nhìn người bằng lăng kính hiện tại. Ai đúng, ai tốt, ai lành, ai thiện, phải ghi nhận đúng với bản chất của họ,
không vì lý do khác biệt về quan điểm chính trị, tôn giáo, nhóm xã hội mà ta nói sai, nói ngược, khiến cho cộng đồng hiểu lầm tính cách của họ. Đó là một thái độ sống tích cực mà chúng ta cần phải thực tập. 5. Nghe lời xấu, việc xấu thì ham thích. Đó là một khuynh hướng tiêu thụ thiếu lành mạnh ở một bộ phận khá đông con người. Những người này do tích tụ quá nhiều yếu tố tiêu cực trong tâm, nên họ thường có khuynh hướng thích tiêu thụ sản phẩm tiêu cực từ cuộc sống. Trong khi cuộc sống có biết bao nhiêu sản phẩm tích cực đáng được quan tâm, thì họ lại thờ ơ. Đó là thái độ sống cần phải được thay đổi. Truyền thông ngày nay đã và đang đi theo con đường này. Rất nhiều tờ báo, thậm chí là tờ báo lớn, khai thác các thông tin tiêu cực từ cuộc sống để thu hút người xem. Do đó là người hiểu biết, chúng ta không nên lãng phí thời gian trong việc tiêu thụ các thông tin như thế. Nếu cần, mỗi ngày ta có thể cần điểm báo từ 15 đến 30 phút là đủ. Những bài báo nào liên hệ đến điều ta cần thì đọc, bài nào không cần thì lướt qua. Hãy chọn các thông tin tích cực, các khả năng nuôi dưỡng tâm thức, tránh thói quen tiêu thụ các thông tin xấu được xuất bản trên báo hay Internet, MI, trên các diễn đàn hoặc các blog riêng tư trong nước cũng như toàn cầu. 6. Người làm tốt thì không vui. Đây thực chất cũng là khuynh hướng sống tiêu cực như 5 điều ở trên. Thích tiêu thụ, hưởng ứng, cổ vũ cái xấu thì đồng thời ganh ghét, hủy hoại cái đẹp, cái tốt. Hòa bình thế giới, phát triển bền vững, bảo vệ trái đất, ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, sống như những cánh hoa đẹp, mang lại hạnh phúc cho người và cho cộng đồng, thường ít được con người quan tâm. Trong khi khuynh hướng sống rừng rưng, vô cảm trước sự bất ổn về các giá trị tốt đẹp của cuộc sống thì lại được nhiều người theo đuổi. Chúng ta thường thấy qua các phương tiện truyền thông, mỗi khi có các cơ quan hay nhân vật được các tổ chức khen tặng, tán dương vì các nghĩa cử cao thượng của họ, thì bên cạnh một bộ phận người tỏ ra vui mừng, cổ vũ nhiệt tình, vẫn có rất nhiều người tỏ ra bất mãn, thậm chí chỉ trích bằng cách đưa ra những điểm bất toàn về những cá nhân, tổ chức được tán dương, khen tặng đó. Đây là một lối sống ích kỷ, cho thấy những người này thiếu cái tâm hướng về cái thiện, ca ngợi cái thiện. Càng sống như thế, họ càng chuốc lấy khổ đau cho bản thân mình. Do đó, là một người học Phật, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này để có thái độ sống tích cực. Hãy ca ngợi, cổ vũ, tán dương cái thiện, cái tốt, làm cho cái thiện, cái tốt được phổ biến nhiều hơn trong cuộc sống. 7. Thích chê bai việc tốt đẹp. Không ưa thích người tốt, việc tốt thì dẫn đến thái độ, hành vi chê bai họ. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ vỡ các quan hệ trong cuộc sống. Là người học Phật, bất luận tiếp xúc với ai, dù họ ở đảng phái, tổ chức nào, khuynh hướng nào, tôn giáo, phe cánh nào, chúng ta cũng cần phải có thái độ độc lập và trung thực trong cách đánh giá người khác. Cái gì tốt, ta sẵn sàng hợp tác, thậm chí hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành. Cái gì xấu, ta góp ý xây dựng thay vì chỉ biết chỉ trích. Sự kiện thảm họa động đất, sóng thần kép ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản đã gây ra cái chết của hơn 40.000 người. Các công trình xây dựng bị sụp đổ và hư hoại. Đảng lãnh đạo của Nhật Bản lúc đó đã được sự giúp đỡ chưa từng thấy của các tổ chức, đảng phái, kể cả các tổ chức, đảng phái đối lập. Họ hàn gắn và cùng nắm tay nhau, kêu gọi thế giới ủng hộ, giúp đỡ cho Nhật Bản khắc phục thảm họa. Nhờ vậy, trong một thời gian ngắn, Nhật Bản đã khắc phục được hậu quả một cách ngoạn mục.
Trên thực tế, bằng nội lực của mình, Nhật Bản hoàn toàn có khả năng khắc phục hậu quả đó. Hơn 20 năm trước, họ đã từng làm việc này thành công. Tuy nhiên, một khi đã được thế giới quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, thì quá trình khắc phục đó trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngày nay, ta thấy thành phố Kobe trở thành một thành phố phát triển mạnh và vượt bậc so với các thành phố của các quốc gia khác. Và chúng tôi tin rằng những thành phố nằm ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản trong vòng 10 năm tới cũng sẽ vươn lên tương tự. Ta thấy, thay vì phần lớn những người làm chính trị lợi dụng vào hoàn cảnh ngặt nghèo, thừa nước, đục, thả câu để tấn công, hạ bệ uy tín của đối phương, thì ở đây họ đã chung tay cùng nhau khắc phục hậu quả xấu từ tác động của động đất, sóng thần gây ra. Đó là thái độ sống tích cực, biết tán dương, cổ vũ cái tốt, cái thiện mà chúng ta cần học hỏi. 8. Tán thành việc ác của người khác. Kẻ xấu thường xúi dục người khác lún sâu vào con đường ác. Đó là cách hạ bệ người khác đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất. Thấy một người làm xấu, không góp ý mà còn khen ngợi cho họ ngộ nhận rằng họ là một người tốt, thì đó là một tội ác. Vì sự ngộ nhận đó có thể đóng bít cửa ngõ của sự tiến bộ, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng. Do đó tốt nhất không nên đồng lõa, a-dua, tán đồng, xúi dục, hoan hỉ, vui theo những việc làm xấu của người khác. Đối với tu học Phật, khi đối diện với một vấn đề nào đó, nếu nhận thấy chưa thể phát biểu ý kiến thì nên giữ yên lặng, không nên tán đồng hay phản đối, vì tán đồng hay phản đối trong trường hợp này không mang lại lợi ích cho mình và cho người. Thái độ im lặng trong tình huống này là thái độ im lặng của Bậc Thánh, được Đức Phật khuyến khích. Nó có khả năng chuyển hóa được những bức xúc, căng thẳng, khó chịu, khiến tâm mình trở nên bình ổn, sáng suốt. Nhờ đó, ta có thể có những đóng góp xứng đáng cho cuộc đời. Như vậy, nội dung của chương này cho thấy, khi nắm rõ được bốn loại bạn, thấy rõ được bốn loại người không nên tin, 10 biểu hiện của lối sống có hậu và 8 điều dẫn đến tình trạng hiềm khích, hận nhau, người tu học Phật sẽ có thái độ ứng xử phù hợp, vừa hoàn thiện được nhân cách của mình, vừa giúp cho tha nhân có cái nhìn đúng đắn, chuyển hướng thái độ, hành vi theo con đường thiện lành, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, sự phát triển của xã hội. Thưa các bạn kính quý, chúng con xin chân thành cảm tạ quý bản trang, cảm tạ quý thượng tọa đã giúp chúng con hoàn thiện clip này. Xin chân thành cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.